năm 1492, dưới sự bảo hộ của Hoàng gia Tây Ban Nha, nhà thám hiểm Christopher Columbus đã thành công khám phá ra châu Mỹ, hay còn gọi là Tân Thế Giới. Mặc dù Columbus chưa bao giờ nhìn thấy đất liền của Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ trong tương lai, song đây chính là sự kiện được người Mỹ sau này coi là cột mốc ra đời lịch sử của nước Mỹ. Từ đó, các quốc gia châu Âu bắt đầu xâm chiếm lục địa châu Mỹ, mở đầu là Tây Ban Nha, sau đó là những người bị đàn áp tôn giáo ở Anh, di cư sang vùng Bắc Mỹ. Vào thế kỷ thứ 16, Pháp cũng đặt chân tới nơi đây và chiếm phần lớn các thuộc địa ở phía đông bắc nước Mỹ. Không có một lịch sử hùng cường và lâu đời, không có một dân tộc lãnh đạo thống nhất xuyên suốt lịch sử. Ngay từ buổi đầu lịch sử đã cúi đầu cam chịu phận thuộc địa nô lệ của người châu Âu. Với những khó khăn lớn lao như vậy, trước thế kỷ thứ 19, người Mỹ chưa khi nào nghĩ rằng xứ sở cờ hoa một ngày nào đó sẽ trở nên hùng mạnh và thống trị thế giới. Thế nhưng điều đó đã trở thành sự thật. Nước Mỹ đã trải qua một hành trình như thế nào để từ con số 0 và trở thành siêu cường như ngày nay? Hãy cùng Battle Cry lịch sử thế giới tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé. Những ngày ban đầu nô lệ. Sau thời kỳ lang thang thám hiểm khắp địa cầu, các khu định cư đầu tiên của người châu Âu được thiết lập vào năm 1607. Dần dần, các đế quốc châu Âu đã chia năm xẻ bảy vùng đất Hoa Kỳ ngày nay với các cuộc chiếm đóng của Tây Ban Nha, Anh, Pháp và Hà Lan. Nhưng trên thực tế, lực lượng đế quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới tình hình địa chính trị khắp vùng Bắc Mỹ chính là thực dân Anh. Khởi đầu với một vùng thuộc địa nhỏ mang tên Jamestown với chỉ khoảng 100 người. Cho tới năm 1640, người Anh đã thiết lập được hàng loạt các thuộc địa vững chắc dọc bờ biển New England và vịnh Chesapeake, tạo nên hệ thống 13 bang thuộc địa của Anh trên đất Mỹ. Người Anh còn đánh bật người Hà Lan ra khỏi vùng New Netherland, chiến thắng người Pháp trong cuộc chiến giành vị trí thống trị ở châu Mỹ. Suốt cả thế kỷ thứ 18, cả 13 thuộc địa của Anh đều lớn mạnh cả về kinh tế và văn hóa. Tất cả họ thì đều được hưởng chế độ tự trị. Trong thập niên 1760, tổng dân số của họ đã vượt ngưỡng 1.500.000 người, tăng 6 lần kể từ năm 1700. Do dân số tăng quá nhanh và nhu cầu đất đai ngày càng lớn, nên các thuộc địa đã đòi quyền được mở rộng cương vực về phía Tây. Tuy nhiên, thì do lo sợ xảy ra các cuộc chiến với người da đỏ bản địa, chính phủ Anh đã chuyển tất cả các lãnh thổ phía Tây sông Mississippi cho thổ dân da đỏ, sử dụng qua tuyên bố 1763 và bác bỏ thẳng thừng yêu cầu mở rộng cương vực của các thuộc địa. Và từ đây thì mâu thuẫn của những người dân thuộc địa và chính quyền thực dân Anh bắt đầu manh nha. Không chỉ cướp đi quyền tự do của các thuộc địa, chính quyền Anh còn ban bố một loạt các chính sách tài chính cực kỳ phi lý. London khi này thì đang cần có nhiều tiền để nuôi nấng đế chế hùng mạnh của họ, mà cách nhanh nhất để có tiền chỉ có thể là đi ăn cướp. Vấn đề được giải quyết thông qua những loại thuế mới áp đặt lên đầu lên cổ thuộc địa. Các đạo luật mới liên tục được đưa ra, đặc biệt là đạo luật thuế tem và đạo luật Townsend, khiến cho hàng hóa bị đánh thuế vừa nặng và vừa vô lý, đến mức mà những thứ vô cùng nhỏ nhặt như là báo chí, biểu ngữ, hợp đồng thuê mướn và các loại văn bản pháp luật cũng bị đánh thuế. Điều này đã khiến cho mâu thuẫn của Anh-Mỹ ngày càng sâu sắc. Và như một quy luật tất yếu, khi một con mèo bị dồn tới chân thường, hổ nó còn dám chiến. Để rồi thì thuế trà đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến cho cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ. Đây là một dự luật được đưa ra nhằm cứu công ty Đông Ấn vốn đang suy yếu bằng cách là giảm mạnh thuế trà, rồi sau đó thì lại cấp giấy phép độc quyền buôn bán trà ở Mỹ. Công ty Đông Ấn đã bán phá giá giá trà, thậm chí còn rẻ hơn cả trà nhập lậu. Điều này đã khiến cho cư dân thuộc địa quyết định chống trả thói chuyên quyền về thuế khóa. Khi ba tàu chở trà của Anh cập cảng Boston, lãnh đạo nhóm người yêu nước Samuel Adams cùng với khoảng 60 người đã đổ toàn bộ số trà của công ty này xuống biển. Lượng trà bị đánh chìm đêm ngày 16 tháng 12 năm 1773 có giá trị tương đương với khoảng 2,2 triệu đô ngày nay. Sự kiện này đã khiến cho Nghị viện Anh Quốc nổi trận lôi đình. Họ nhanh chóng cho ra lò một loạt các đạo luật hà khắc, tước bỏ đi quyền tự trị và cô lập bang Massachusetts. Nhưng thật không ngờ, những đạo luật này thì lại châm ngòi cho một sự giận dữ và phản kháng lại của toàn bộ 13 thuộc địa. Các nhà lãnh đạo yêu nước từ 13 bang thuộc địa đã nhóm họp đệ nhất quốc hội lục địa để điều hành sự phản kháng chống lại các đạo luật hà khắc của người Anh.
Quốc hội đã kêu gọi tẩy chay giao thương với Anh, công bố một bản danh sách gồm các quyền và nhiều bất bình, rồi kiến nghị lên quốc vương Anh để khắc phục những bất bình đó. Và tới đây, cơn bão cách mạng bắt đầu ập tới. Cuộc cách mạng khai sinh Hoa Kỳ. Chiến tranh cách mạng Mỹ bắt đầu tại Concord và Lexington vào tháng 4 năm 1775. Ngày hôm đó, khi nhận được tin dân thuộc địa Massachusetts đang thu gom thuốc súng và binh khí ở thành phố Concord, thì một nhóm quân Anh được cử đi tịch thu vũ khí này. Sau một đêm hành quân, họ đã tới ngôi làng Lexington và hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nhiên, trên đường rút về Boston, họ đã lọt vào ổ phục kích của lực lượng quân sự Mỹ. Trên tất cả mọi nẻo đường, du kích quân đã nhả đạn dồn dập vào đám binh lính của Anh. Đến khi quân Anh kiệt quệ và ra sức lê bước về tới Boston, tổng cộng có hơn 250 lính Anh chết và bị thương. Và chính thức thì sau cú vả nổ đom đóm mắt này, thì những lời kiến nghị lên quốc vương từ quốc hội thuộc địa đương nhiên là chẳng còn kết quả gì. Và quân Anh thì đã bắt đầu động mình. Vì vậy, đệ nhị quốc hội lục địa được triệu tập vào tháng 6 năm 1775 và quyết định là tổ chức kháng chiến chống lại quân Anh. Sau trận chiến mở màn, quốc hội cử đại tá George Washington làm tổng tư lệnh quân đội lục địa. Và kể từ đây, đôi bên bắt đầu bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Tháng 3 năm 1776, Washington ra tối hậu thư buộc người Anh phải sơ tán khỏi Boston. Tờ mờ sáng ngày 4 tháng 3, quân Anh khi vừa mở mắt thức dậy đã hoảng hốt khi thấy một loạt các họng pháo từ điểm cao Dorchester chĩa thẳng vào họ, khiến họ lập tức phải rút lui. Những người cách mạng đến thời điểm này đã kiểm soát được hoàn toàn 13 bang thuộc địa và sẵn sàng tuyên bố độc lập. Đây là những tiền đề vô cùng quan trọng để các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ sau này chuẩn bị lập lên một đất nước riêng của người thuộc địa. Và rồi, ngày 4 tháng 7 năm 1776, đệ nhị quốc hội lục địa họp tại thành phố Philadelphia đã chính thức tuyên bố khai sinh Gia hợp Trung Quốc Hoa Kỳ bằng bản tuyên ngôn độc lập được soạn thảo bởi Thomas Jefferson. Mặc dù giành được thắng lợi bước đầu, thế nhưng những khó khăn thì vẫn luôn hiển hiện trước mắt họ. Sau khi người Mỹ tuyên bố độc lập, họ lại lâm vào tình trạng thoái trào nghiêm trọng. Họ thiếu quá nhiều viện binh và hàng tiếp tế do nguồn quân lương đã bị thực dân Anh phong tỏa. Còn họ thì cũng chẳng có đồng minh nào để tiếp tế. Tuy vậy, với tài năng của Washington, ông vẫn biết cách xoay sở vô cùng khéo léo để kéo một đội quân Mỹ rệu rã đến với chiến thắng sau cùng. Rạng sáng ngày 26 tháng 12 năm 1776, các chiến binh của Washington bất ngờ tấn công đơn vị đồn trú của quân Anh, bắt sống hơn 900 tù binh. Một tuần sau, Hoa Kỳ đã chiếm lại hầu hết các lãnh thổ mà quân Anh đã chiếm đóng. Năm 1777, bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến này đã xuất hiện. Tướng Anh John Burgoyne âm mưu cô lập New England để lấy lại toàn bộ các vùng đất đã mất. Mùa hè năm đó, tướng Burgoyne dẫn đầu một đội quân khoảng 8.000 người từ Canada đi về phía Nam. Sau khi chiếm thành công một vài pháo đài, lực lượng của Burgoyne đóng trại gần với Saratoga. Trong khi một lực lượng lớn quân thuộc địa dưới quyền của tướng Gates cũng đã tập trung cách đó chỉ khoảng 4 dặm. Hai trận chiến ở Saratoga lần lượt nổ ra với sự giằng co quyết liệt. Không bên nào giành được lợi thế trước bên nào. Tạm thời hai bên án binh bất động. Bất ngờ thay, trong cơn say rượu, một viên tướng Mỹ là Benedict Arnold đột nhiên mang quân tấn công dữ dội vào quân Anh mà không nhận được sự cho phép của tướng Gates. Thế nhưng, đòn đánh bất ngờ này lại khiến quân Anh bất ngờ và trở tay không kịp. Các chiến binh Mỹ thì vô cùng dũng mãnh, họ liều chết đánh bại quân Anh. Bị tổn thất nặng nề, Burgoyne đã phải rút về căn cứ phía sau. Thế nhưng, trên đường rút lui, họ lại bị lực lượng khoảng 20.000 quân Mỹ của tướng Gates phục kích đánh chặn. Ngày 17 tháng 10, quân Anh đầu hàng toàn bộ với 6 vị tướng, 300 sĩ quan và 5.500 lính. Chiến thắng vang dội tại Saratoga, ngoài việc mang tới một lợi thế lớn về mặt quân sự, thì cũng đã dẫn tới một bước ngoặt về mặt ngoại giao. Nó đã khuyến khích người Pháp liên minh quân sự với Hoa Kỳ. Điều này đã giúp lại cân bằng lực lượng quân sự cho mỗi bên, do quân Anh thì không có đồng minh. Cuối cùng, ngày 19 tháng 9 năm 1781, trận Yorktown, một chiến thắng quyết định của liên quân Mỹ-Pháp trước quân đội của Anh, đã khiến cho tướng Anh Charles Cornwallis đã phải dâng nộp toàn bộ đội quân của mình gồm 8.000 lính Anh. Trận Yorktown cũng khiến chính phủ Anh phải quyết định hòa đàm với Mỹ ở Paris đầu năm 1782. Hòa ước Paris được ký ngày 3 tháng 9 đã thừa nhận nền độc lập
tự do và chủ quyền của 13 bang thuộc địa cũ. Và tới đây, người Hoa Kỳ đã có được một đất nước độc lập theo đúng ý nguyện của riêng họ. Vươn lên từ đống tro tàn, để rồi lại chuẩn bị về với tro tàn. Hiệp ước Paris đem lại hòa bình và độc lập cho Hoa Kỳ, nhưng với một chính phủ chưa ổn định và một nền kinh tế khủng hoảng sau chiến tranh. Thực sự mà nói, thì Quốc hội Mỹ và chính phủ Mỹ thời điểm đó chưa thực sự mạnh và họ thì vẫn chưa có tiếng nói nhiều trong các bang. Nghiêm trọng hơn, dù chiến tranh thì mới vừa đi qua, nhưng đã có một vài cuộc bạo động nổ ra. Thêm vào đó, Quốc hội tỏ ra bất lực cho việc khắc phục hậu quả chiến tranh, làm cho tình hình thêm u ám. Yêu cầu cấp thiết là phải cải cách. Quốc hội đã tổ chức một đại hội mới khai mạc tại Philadelphia vào năm 1787. Tại đại hội này, các đại biểu từ mỗi tiểu bang đã quyết định ngồi lại với nhau, cùng nhau viết ra một hiến pháp nhằm thiết lập một chính phủ trung ương hữu hiệu và mạnh mẽ hơn. Chính phủ này có một tổng thống mạnh và có quyền hạn cao hơn tất cả các tiểu bang trong nhiều lĩnh vực. George Washington, vị anh hùng của cách mạng Mỹ, đã trở thành vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ dưới hiến pháp mới vào năm 1789. Thành tựu của chính quyền Washington là tạo ra một chính phủ mạnh được tất cả những người Mỹ công nhận. Chính phủ của ông đảm nhận khoản nợ của các bang, thành lập ra một ngân hàng Hoa Kỳ để ổn định tình hình tài chính và thiết lập một hệ thống thống nhất về thuế quan. Để hỗ trợ các chương trình của mình, họ đã thành lập đảng chính trị đầu tiên ở Hoa Kỳ, Đảng Liên bang. Thomas Jefferson và James Madison sau đó đã thành lập lên Đảng Cộng hòa đối lập. Đảng này thì phản đối kịch liệt việc thiết lập lại quan hệ với nước Anh của Đảng Liên bang. Họ đã cáo buộc những người Đảng Liên bang có kế hoạch là thiết lập một chế độ quân chủ và biến Hoa Kỳ thành con tốt thí của người Anh. Jefferson sau đó đã chiến thắng trong cuộc đua tranh chức tổng thống năm 1800. Thành tựu lớn nhất của ông là mua được vùng đất Louisiana vào năm 1803, mang lại cho người Hoa Kỳ tiềm năng to lớn để mở rộng lãnh thổ về phía tây sông Mississippi. Điều này hứa hẹn đem tới cho người Mỹ một quỹ đất khổng lồ để phát triển. Khi mà nước Mỹ đang bắt đầu phát triển, thì xung đột Mỹ-Anh lại bùng nổ. Phía Anh Quốc khi đó liên tục gây rắc rối với các tàu của Mỹ, chặn bắt 10.000 thủy thủ Mỹ để phục vụ cho Hải quân Hoàng gia Anh chống lại Napoleon. Do đó, Hoa Kỳ đã bắt đầu tuyên chiến với Anh Quốc vào tháng 6 năm 1812. Ban đầu, cuộc phong tỏa của người Anh đã gây ra thiệt hại cho ngành thương mại của Mỹ, ngân khố của họ bị phá sản. Nhưng sau đó, người Mỹ đã quật khởi và đánh bật quân Anh ra khỏi thành phố Baltimore cũng như tiểu bang New York. Cuối cùng, vào đầu năm 1815, Andrew Jackson đánh bại một cuộc xâm lược lớn của người Anh trong chợ New Auckland và chính thức hất bay quân xâm lược về quê nhà. Người Mỹ tuyên bố chiến thắng vào năm 1815. Họ rất đỗi tự hào về thành công trong cuộc chiến tranh giành độc lập lần thứ hai. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc, các vấn đề lại tiếp tục diễn ra với người Mỹ. Đầu tiên là vấn đề về tài chính. Sai lầm của Tổng thống Madison và đa số đảng viên Cộng hòa nhận ra rằng họ thật là ngu ngốc khi để ngân hàng Hoa Kỳ đóng cửa, vì nó đã cản trở việc tài trợ chiến tranh. Vì thế, họ buộc phải thành lập ngân hàng thứ hai của Hoa Kỳ. Chính phủ cũng áp đặt các loại thuế quan nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ của người Mỹ. Sau đó, các chính sách có hệ thống của Tổng thống kế nhiệm James Monroe đã giảm nhẹ tính đảng phái, đưa quốc gia Hoa Kỳ bước vào một thời đại tốt đẹp hơn. Hoa Kỳ khi này đang phát triển nhanh chóng về diện tích khi họ cho dân dồn dập đổ xô qua biên giới phía Tây. Các bộ lạc da đỏ cũng bị ép buộc phải di dời từ các khu vực này. Cuối cùng, Hoa Kỳ đã mở rộng lãnh thổ sang tiếp cận bờ biển phía Tây và hoàn thành giấc mơ mở rộng lãnh thổ từ duyên hải Đại Tây Dương đến tận Thái Bình Dương. Thế nhưng, lòng tham về địa giới của người Mỹ đâu có dừng lại. Sau khi mở rộng đến tận phía Tây, họ bắt đầu nhòm ngó sang lãnh thổ của Mexico. Chiến tranh bùng nổ năm 1846, để rồi lục quân Hoa Kỳ dễ dàng đánh bại nước láng giềng. Mexico đã buộc phải ký hiệp ước Guadalupe Hidalgo năm 1848, nhượng một loạt các vùng đất rộng lớn cho Hoa Kỳ. Và từ đó, lãnh thổ Hoa Kỳ mới trở nên mênh mông như ngày nay. Tưởng chừng như quỹ đất khổng lồ sẽ giúp Hoa Kỳ tha hồ mà phát triển. Thế nhưng không, họ bỗng dưng vướng vào một sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ. Lúc này, phong trào bãi nô phát triển mạnh mẽ như một cuộc thánh chiến chống lại chủ nô. Phần đông những nhà hoạt động chống chủ nghĩa nô lệ như Abraham Lincoln quả quyết rằng chủ nghĩa nô lệ là một tệ nạn của xã hội, và chính cái sự mâu thuẫn này
đã gây ra cuộc đối đầu giữa người miền Bắc và người miền Nam nước Mỹ. Người miền Bắc thì muốn chủ nghĩa nô lệ phải biến mất khỏi nước Mỹ để nước này trở thành một vùng đất của sự tự do. Còn người da trắng ở miền Nam thì khăng khăng rằng chủ nghĩa nô lệ là lợi ích không thể phá bỏ với họ và lên án gay gắt những thành viên chống chủ nghĩa nô lệ. Các hội đoàn của miền Nam vốn trở nên giàu có nhờ vào bông vải và những sản phẩm tiêu dùng được sản xuất dưới sự lao động khổ sai của các nô lệ. Họ không dễ gì mà từ bỏ nguồn lợi vô tận trước mắt. Hơn nữa, hai miền nước Mỹ còn mâu thuẫn gay gắt về kinh tế, trong khi miền Bắc thì theo mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa, thì miền Nam lại áp dụng nền kinh tế đồn điền, và người miền Bắc thì rất muốn thủ tiêu nền kinh tế đồn điền đó. Và đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa chuẩn bị đẩy nước Mỹ vào một cuộc nội chiến đẫm máu. Năm 1854, những người chống nô lệ thành lập Đảng Cộng Hòa mới. Đến cuối thập niên 1850, Đảng Cộng Hòa non trẻ thống trị tất cả các tiểu bang miền Bắc. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ từ miền Bắc với 22 bang, hơn hẳn so với 11 bang của miền Nam, Đảng Cộng Hòa mới đã chiến thắng trong cuộc bầu cử. Sau khi Abraham Lincoln, người phản đối kinh liệt chế độ nô lệ, đắc cử Tổng thống năm 1860, 7 tiểu bang của miền Nam lập tức ly khai khỏi chính quyền liên bang nhằm giữ khư khư tư tưởng chiếm hữu nô lệ của họ. Họ thành lập một chính phủ mới, Liên minh miền Nam Hoa Kỳ, vào ngày 8 tháng 2 năm 1861. Tháng 4 năm 1861, thêm 4 tiểu bang nữa ly khai và gia nhập Liên minh miền Nam. Từ đây, bóng ma chiến tranh lại bao trùm toàn bộ nước Mỹ thêm một lần nữa, mang theo nguy cơ sụp đổ về cương vực và nền kinh tế đang hiển hiện ngay trước mắt. Thêm một cơn bĩ cực nữa đang chờ đợi họ, mà không biết rằng họ sẽ phải làm thế nào để khắc phục được nó. Vậy người Mỹ đã giải quyết sự chia cắt này như thế nào? Liệu họ có sụp đổ sau chiến tranh không? Tất cả sẽ được giải đáp trong phần 2 của video này. Mời các bạn cùng đón xem.